chào quý vị và các bạn. Trong video này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bản tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Chu Huy Minh hay còn gọi là Chu Văn Điều. Đại tướng Chu Huy Minh sinh năm 1913, mất năm 2006, quê quán xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tham gia cách mạng năm 1929, nhập ngũ năm 1945. Cấp bậc đại tướng được phong vào năm 1980 và ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930. Trong quá trình hoạt động công tác cách mạng, đồng chí Chu Huy Minh đã nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam. Năm 1940, đồng chí bị thực dân bắt đưa đi an trí ở Đắk Lây, Đắk Tô, Con Tum. Năm 1943, đồng chí Chu Huy Minh đã vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở Quảng Nam và giữ các chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, chính trị viên chi bộ Quảng Nam. Từ năm 1945 đến năm 1951, đồng chí là chủ tịch ban quân khu C gồm 4 tỉnh Trung Bộ, chính trị viên mặt trận đường 9, tham mưu chủ nhiệm liên khu 4, trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn. Từ năm 1951 đến năm 1954, đồng chí là phó chính ủy, rồi để chính ủy đại đoàn 316. Từ năm 1954 đến năm 1963, đồng chí Chu Huy Minh là đoàn trưởng đoàn 100 đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, chính ủy quân khu 4, chính ủy quân khu Tây Bắc, tổng cố vấn Việt Nam cho chính phủ Liên hiệp Lào của Thủ tướng Sunvana Suvana Phuka, Suvana Phuma. Từ năm 1964 đến năm 1965, đồng chí là chính ủy quân khu 5. Từ năm 1965 đến năm 1967, đồng chí Chu Huy Minh là tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận Tây Nguyên chỉ huy các chiến dịch Blayme vào năm 1965, xa thầy 1966. Từ năm 1967 đến năm 1976, đồng chí là tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 5 vào năm 1975, chính ủy chiến dịch Đà Nẵng ngày 28 đến 29 tháng 3 năm 1975. Từ năm 1977 đến năm 1986, đồng chí Chu Huy Minh là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương. Từ năm 1981 đến năm 1986, đồng chí Chu Huy Minh được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 2 đến khóa 5, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 4 khóa 5, đại biểu Quốc hội khóa 2, khóa 4, khóa 7. Với những đóng góp xuất sắc của mình, đồng chí Chu Huy Minh đã được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như một huân chương sao vàng, một huân chương Hồ Chí Minh, ba huân chương quận công, một huân chương hạng nhất, hai huân chương hạng nhì, hai huân chương chiến công, một hạng nhất, một hạng nhì, một huân chương chiến thắng hạng nhất. Thế đây là thông tin tóm tắt về quá trình công tác của đại tướng Chu Huy Minh. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Đã...